Chào mừng các bạn đã đến với kênh Việt Nam Real. Sau đây là những thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua. Thông tin đầu tiên là Metro Nhổn, ga Hà Nội chạy thương mại vào tháng 7. Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn, ga Hà Nội đang bước vào tuần 2 của giai đoạn vận hành thử. Theo đại diện Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, kế hoạch chạy thử sẽ kết thúc vào ngày 26 tháng 4. Sau đó thời gian còn lại để cơ quan chức năng đưa ra chứng nhận an toàn hệ thống. Cục Đường sắt Việt Nam có vai trò thẩm định, báo cáo lên Hội đồng Kiểm tra Nhà nước chấp thuận. Dự kiến, tuyến sẽ được vận hành khai thác thương mại vào đầu tháng 7. 2. Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương và thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang lên thành phố. Ngày 19 tháng 3, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua hai nghị quyết về việc thành lập phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập thành phố Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương, thành lập, sắp xếp các phường thuộc thị xã Gò Công và thành lập thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Việc thành lập thành phố Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị xã Bến Cát. Thành lập thành phố Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị xã Gò Công. Thứ ba là Quảng Trị sắp làm 7 km đường ven biển cuối cùng. Vừa qua, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị đã công bố báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với tuyến đường ven biển đoạn tuyến qua khu cầu Cửa Tùng và cầu Cửa Việt. Tuyến đường này đi qua địa phận thị trấn Cửa Tùng và xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh, xã Trung Giang, huyện Do Linh và xã Triệu An, huyện Triệu Phong. Tổng chiều dài của hai đoạn tuyến này khoảng 7 km, với tổng mức đầu tư 600 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án này nhằm tạo ra trục giao thông kết nối liên vùng, cùng với hệ thống quốc lộ 1, đường cao tốc Bắc Nam, đường ven biển sẽ là hệ thống giao thông liên tỉnh để phát triển kinh tế, tạo ra liên kết vùng về phát triển kinh tế biển. Thứ tư là kiến nghị mở rộng cao tốc Đồng Đăng, Trà Lĩnh 4 làn xe. Theo VnExpress, liên danh nhà đầu tư công ty cổ phần tập đoàn Đèo Cả cùng 3 doanh nghiệp khác vừa qua đã đề xuất đầu tư đồng bộ cao tốc Đồng Đăng, Trà Lĩnh đi qua tỉnh Lạng Sơn, cao bằng 4 làn xe hoàn chỉnh theo phương thức đối tác công tư PPP. Giai đoạn 2 dự kiến gồm 2 dự án thành phần. Dự án 1 là mở rộng 93 km từ nút giao cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, đến nút giao quốc lộ 3 xã Chí Thảo, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng. Nền đường từ 13,5m lên 17m với 4 làn xe cao tốc và bố trí làn dừng xe khẩn cấp không liên tục. Dự án thành phần 2 xây dựng mới 27 km từ huyện Quảng Hòa đến cửa khẩu Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng theo phương thức PPP, nền đường 17m với 4 làn xe cao tốc. Thứ 5 là Hợp Long cầu dài nhất cao tốc Bắc, Nam. Theo VnExpress, ngày 16 tháng 3, cầu Hưng Đức Bắc qua sông Lam, La Giang nối tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh có tổng kinh phí hơn 1.300 tỷ đồng đã được Hợp Long. Vị trí Hợp Long nằm giữa cầu với đốt dầm dài 2m, rộng 17,5m, sử dụng hơn 24 mét khối bê tông, nối liền bờ Bắc ở xã Hưng Thành, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An và bờ Nam xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Thứ 6 là Nghệ An quy hoạch khu đô thị nghỉ dưỡng hơn 686 hectare tại Diễn Châu. Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa có quyết định phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng và thể thao phía nam đường N2 tại huyện Diễn Châu thuộc khu kinh tế Đông Nam. Theo quy hoạch, khu đô thị có diện tích hơn 686 ha, niên độ quy hoạch từ năm 2023 đến năm 2040. Phía bắc giáp đường quy hoạch N2 thuộc khu kinh tế Đông Nam, phía nam giáp Đền Cung và núi Mộ Dạ, phía đông giáp Biển Đông, phía tây giáp đường sắt Bắc Nam, được chia làm 4 phân khu. Cuối cùng là duyệt quy hoạch tỉnh Lạng Sơn. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa qua đã ký phê duyệt quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phạm vi quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên tỉnh Lạng Sơn, quy mô 831.018 ha. Quy hoạch xây dựng tỉnh Lạng Sơn thành trung tâm dịch vụ cấp vùng, trung tâm giao thương kinh tế, đối ngoại giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc, trung tâm dịch vụ logistics cửa khẩu của cả nước.
tập trung ưu tiên phát triển 6 ngành dịch vụ gồm thương mại và dịch vụ kinh tế cửa khẩu, du lịch, dịch vụ vận tải, kho bãi, dịch vụ tài chính ngân hàng, dịch vụ giáo dục, y tế và các dịch vụ khác như viễn thông, dịch vụ hỗ trợ khoa học công nghệ,